Rồi em chào mấy chị yêu nha, chúc mấy chị yêu buổi trưa vui vẻ nha. Hôm nay lên lựa mẫu tiếp với em, lựa đồ xem like lựa đồ tiếp với em nha mấy chị yêu. Chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ luôn nha. Dạ rồi, chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ nha. Mấy chị vô xem like lựa hôm nay à. Vô xem like lựa đồ tiếp với em nha mấy chị yêu. Rồi mấy chị yêu vô xem đông đông đi, em sẽ bắt đầu lên mã cho mấy chị xem nha. Vô xem đông đông đi rồi em lên mã cho mấy chị xem nè. Dạ rồi, chào mấy chị yêu nha. Bộ size 6 hả? Dạ bộ size 6 không, chỉ có tới size 5 thôi à. Bộ size 6 thì chỉ có mấy cái áo lẻ kết hợp với quần trắng, quần đen thôi là chị. Chứ bộ size 6 không có. À bộ size 6 cổ nữ hoàng có được không? Cổ nữ hoàng em có size 6 luôn á chị Hồng. Được không? Hay là chị hỏi bộ trơn vậy? Dạ rồi, em chào mấy chị yêu nha. Mấy chị vô xem like lựa đồ với em nha mấy chị yêu. Chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ ha nha. Rồi mấy chị yêu vô xem like lựa đồ với em ha. Size 6 hả? Size 6 là em nhớ là còn có hai màu là màu xanh dương với màu xanh vỏ đậu. Mà còn màu gì không nữa thì em không, tại vì ở dưới em không có nhớ rõ hết. Là nên bây giờ chị cho khách coi hai màu này trước đi, gần hồi có màu gì em báo thêm cho, tại vì em không chắc được. Rồi size 6 là em có màu xanh vỏ đậu nè. Cái này là 160.000 một bộ ha. Rồi xanh vỏ đậu, màu này là màu xanh dương. Dạ rồi em chào mấy chị yêu nha.
chúc mấy chị yêu buổi trưa vui vẻ, mấy chị vô xem đông đông đi, em sẽ bắt đầu lên mã ha. Rồi size 6 là em có nhớ, em nhớ là hai màu này á, mà không biết có còn màu gì nữa không thì em không nhớ rõ, tại vì đồ nữ hoàng nó ở dưới rồi. Rồi hello mấy chị yêu nha, rồi em sẽ bắt đầu lên mã cho mấy chị xem. Ai da, em sẽ lên mã cho mấy chị xem. Em đang vô đây là một cái bà ba cổ tim, bà ba cổ tim phun lưới nha mấy chị. Mấy chị đợi em xíu nha. Rồi em chào mấy chị yêu nha, hôm nay em sẽ lên cho mấy chị size 6 160.000 bộ chị. Size 6 là 160.000 một bộ nha. Dạ rồi em chào mấy chị yêu nha, hôm nay em sẽ lên cho mấy chị xem đây, một cái ảo áo, một cái bông mới, một cái bông bà ba thun lưới cũng tìm bông mới nè em luôn. Rất là đẹp, lên cái form rất là đẹp luôn mấy chị. Chỉ có 80k một cái thôi, bà ba cổ tim thun lưới 80k một cái nha, cái là bông mới nha em luôn. Chị kết hợp với quần trắng mặc nè, rất là đẹp luôn. Chị yêu nào mà không thích mặc quần trắng thì mặc quần đen giúp em ha. Quần nào thì cũng là 60k một cái hết. Bên em một bộ là 140 nha mấy chị yêu. Một bộ là 140, áo em đang mặc là 80k một cái. Quần thì em sẽ có quần trắng, quần đen, có quần ống nhỏ rộng cho mấy chị yêu luôn. Mấy chị yêu hết cả quần quần ống nhỏ thì là quần 2 túi nha mấy chị. Còn quần ống rộng là quần 1 túi ha. Đây. Thùng mới rất là đẹp luôn. Cái này em có đủ size nha. Mấy chị yêu tranh thủ nha. Thích cái nào thì comment giúp em. Cái này hiện tại là em có đủ size từ 45 cho tới 70kg cho mấy chị luôn. Một áo chỉ có 80 thôi, rất là rẻ luôn. Chị yêu nào thích cái mã này comment mã 56 hoặc là mã đen mặc giúp em nha. Cái này là bông thun lưới co giãn cho mấy chị luôn, mặc rất là thoải mái, rất là mát luôn. Rồi em sẽ lắc đầu lên mã nha. Chị nào thích cái này comment mã 56 hoặc là mã đen mặc giúp em. Rồi bông mới em còn mã 67. Đây, em có hai mã bông mới cho mấy chị yêu, 80k một cái. Bà ba cổ tim thun lưới 80k một cái thôi. Em có size từ 45 cho tới 70kg cho mấy chị luôn. Tính ra một bộ 140 nha mấy chị yêu. Một bộ là 140 ha. Đây, chị nào thích mã em đang mặc thì comment mã đang mặc hoặc là mã 56 giúp em. Rồi em có mã này là mã 67 nè. Đây, mã này là mã 67. Rồi mấy chị yêu thích mã nào comment giúp em nha. Mấy chị kết hợp quần trắng quần đen đều được luôn. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị xem một cái thun lưới. Đây, bà ba cổ tim thun lưới, cái này là tài lỏ, cái này thì là 70k một cái nha. Đây, bà ba cổ tim thun lưới tài lỏ, cái này là 70k một cái. Dạ rồi, em có mã này là mã 61 nè. Mấy cái mã này bật lên rất là dễ thương luôn. Em có mã này là mã 61. Mã 60. Bà ba cổ tim thun lưới tài lỏ nha mấy chị yêu. Mã này là mã 80. Mã 80. Mã 59. Mã 18. Và mã cuối cùng là mã 08. Bà ba cổ tim thun lưới tay lỡ 70k một cái nha. Chỉ có 70k một cái thôi mấy chị. Cái này là em có size từ 45 tới 70kg cho mấy chị yêu luôn. Cái này em có đủ size nhưng mà bị lẻ bông nha. Nên là chị yêu, mấy chị yêu mặc size nào comment giúp em. Em coi cái size đó còn cái mã gì em dơ cho mấy chị xem ha. Mấy cái thun lưới tay lỡ này mặc mát lắm mấy chị, co giãn thoải mái luôn. Chỉ có 70k thôi, tranh thủ mua đi mấy chị ơi. Bông lưới thì nó sẽ mặc bông lưới này mặc sẽ rất là mát luôn á. Rồi em dơ lại mã lại cho mấy chị yêu tham khảo ha. Em có mã này là mã 08 nè. Mã 08. Mã 18. Mã 59. Mã 80. Mã 60 và mã cuối cùng là mã 61. Bà ba cổ tim thun lưới tay lỡ chỉ có 70k một cái thôi mấy chị yêu. Mấy cái mã này nè, mặc lưu cực kỳ đẹp luôn. Mặc lên sang mà nó mát nữa. Áo này thì 70, quần là 60, một bộ là 130 nha mấy chị. Đây, rất là xinh luôn. Còn áo em đang mặc thì là bông là 80k một cái nha. Cái này cũng là thun lưới tay dài 80k. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị yêu xem cái mã cổ tim thun lưới. Cái này là cổ tim thun lưới tay dài nha.
Đây, cái thun lưới tai nhà dài này thì là 70k một cái nha. Cái mã này em có đủ size cho mấy chị luôn nè, em có mã 49 nè. Đây, mã 49. Mã 44. Hai cái mã này thì em có đủ size từ 45 tới 70 kg cho mấy chị yêu luôn ha. Mã 44. Và mã cuối cùng là mã 16. Riêng cái mã 16 này thì em còn size 4, size 5 cho mấy chị yêu thôi nha. Dạ đây, cái mã 16 này thì em chỉ còn size 4, size 5 thôi. 33 cổi tim thun lưới, cái này là tay dài nha, 70k một cái. Mấy chị kết hợp với quần thì quần bên em luôn có quần lẻ cho mấy chị nha. Dạ đây, quần lẻ bên em sẽ là 60k một cái, một bộ là 130 nha mấy chị. Một bộ 130, mấy chị yêu mua 4 áo thì bên em miễn ship ha. Mua 3 áo một quần miễn ship hoặc là 2 áo 2 quần thì bên em miễn ship nha. Rồi em sẽ lên cho mấy chị xem một cái cổ vuông thay phòng. Thun này là thun tơ hoa nha, 90k một cái. Rồi em có mã này là mã 63 nè. Và mã 77, hai cái thun lưới tơ hoa thì em còn hai mã này ha. Em còn mã 77 và mã cuối cùng là mã 63. Mấy chị yêu hết mã nào không mã giúp em. Rồi, mấy chị đặt hàng bên em thì mấy chị lưu ý là mấy chị lên chiều cao cân nặng đi em sẽ tư vấn size cho nha. Mấy chị không biết mặc size mấy lên chiều cao cân nặng thì em tư vấn size cho. À, đồ bên em thì sẽ có đủ size từ 45 tới 70 kg cho mấy chị yêu luôn. Cái áo em đang mặc là 80k một cái nha. Em có đủ size từ 45 cho tới 70 kg cho mấy chị luôn. Đây, quần mấy chị cũng có thể kết hợp với quần đen nha. Chị yêu nào mặc quần đen thì mình cũng có thể kết hợp với quần đen luôn. Quần đen là 60k một cái, áo em đang mặc là 80. Một bộ là 140 ha, mấy chị mua 2 bộ thì bên em miễn ship nha. Mua 4 áo thì miễn ship hoặc là 3 áo một quần thì bên em sẽ miễn ship nha mấy chị yêu. Đây xinh lắm luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem cái bà ba anh hoa 4D. Đây là mẫu bà ba anh hoa 4D. Cái này là 90k một cái nha. Đây, đây là mẫu bà ba anh hoa 4D, 90k một cái nha. Rồi, cái này là em có rất là nhiều màu nhưng mà cũng có đủ. Em có đủ size nhưng mà cũng bị lẻ màu nha. Có nghĩa là đủ size lẻ màu có nghĩa là em có từ size 1 cho tới size 5 cho mấy chị luôn. Nhưng mà mỗi size nó sẽ có những cái màu, còn những màu tùy không đủ màu á. Nên là mấy chị mặc size nào thì comment giúp em. Em coi có size đó mặc size gì thì comment giúp chị xem ha. Rồi, em có màu này là màu cà rốt. Màu này là màu cà rốt, màu này là màu vàng. Màu xanh dương đậm. Màu này là màu hồng. Bà ba anh hoa 4D 90k một cái màu hồng. Màu này là màu đỏ cam. Màu tím, tím này là tím Huế nha mấy chị. Màu tím Huế. Màu xanh nước biển. Màu này là màu trắng. Rồi, đây là bảng màu. Dạ cảm ơn chị Lê Phương đã hỏi tin cho em nha. Rồi, em sẽ dơ lại. Đây là bảng màu bà banh hoa 4D. Em sẽ dơ lại cho mấy chị yêu nào vô xem. À vô sao nãy thì xem kịp dơ lại xem lại ha. Mấy chị mà đang xem live mình muốn xem màu nào thì cứ việc comment em sẽ dơ cho mấy chị xem. Rồi em có màu này là màu trắng, màu này là màu xanh nước biển, màu này là màu tím, tím là tím Huế nha mấy chị, màu đỏ cam, màu này là màu hồng. Đây là bà ba anh hoa 4D nha mấy chị, thun la dông coi giãn, cái này chỉ có 90k một cái thôi. Màu xanh dương, màu vàng và màu cuối cùng là màu cà rốt. Đây, mấy cái màu cà rốt này nó ngọt lắm luôn mấy chị. Màu hồng, màu cà rốt, màu xanh nước biển nè. Mấy cái màu này mặc lên ngọt mà sang cực kỳ luôn. Chỉ có 90k thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem đồ bộ nha. À, để em lên cái 4D màu thì cho mấy chị xem nha. Đây là bà ba 4D màu bông ngựa. Cái này sẽ là 90k một cái nha. Thank you.
Dạ rồi, cảm ơn chị Hoàng Linh đã follow em nè. Rồi em sẽ lên cái 4D màu cho mấy chị yêu xem. Cái này là bà 34D màu. Còn riêng cái bà 34D trắng thì em có một mẫu rồi mấy chị. Đây, cái này là bà 34D trắng, em chỉ có một màu duy nhất thôi. Mặc lên cực kỳ sang luôn. Cái này là 90k một cái nha mấy chị yêu. Ở cái này mặc lên rất là sang luôn á. Cái này mấy chị kết hợp với quần đen cũng được nha. Kết hợp với quần trắng cũng được nè. Nói chung là mình thích quần nào cũng đẹp chân á. Chỉ có 90k một cái thôi. Mình đi đám đi tiệc mà kết hợp với phụ kỹ áo này nó rất là luôn. Mặc cực kỳ sang. Rồi. Rồi chị yêu nào thích cái này thì comment 4D trắng giúp em nha. Em có đủ size cho mấy chị luôn. Rồi chị yêu nào thích cái này thì comment 4D trắng giúp em nha. Rồi em sẽ lên tiếp cái này là 4D. Cái này thì em chỉ có một màu thôi nha mấy chị yêu. Cái này em chỉ có một màu thôi. Rồi em có cái màu này làm em sẽ lên. Em sẽ lên cái này là 4D màu cho mấy chị xem ha. Đây là 4D màu. Rồi 4D màu em có màu hồng. Hồng này là hồng đậm. Màu cà rốt, bông này là bông ngọt nha, mặc lên dễ thương lắm. Cái này cái màu ở ngoài cực kỳ ngọt luôn mấy chị yêu, 90k thôi. Màu xanh dương đậm. Màu đỏ huyết. Màu này là màu xanh biển. Màu đỏ cam. Màu này là màu vàng. Màu hồng phấn. Rồi, 4D màu 90k một cái nha. Rồi, em có màu này là màu hồng. Hồng này là hồng phấn nha mấy chị yêu. Màu hồng phấn. Màu này là màu vàng. Màu này là màu đỏ cam. Màu xanh nước biển. Màu này là màu đỏ huyết. Màu xanh dương. Màu cà rốt. Và màu cuối cùng là màu hồng. Hôm nay là hồng đậm như mấy chị, 90k một cái ha. Rồi em sẽ lên tiếp đồ bộ cho mấy chị xem. Đây em sẽ lên đồ bộ chỉ tâm nha. Đồ bộ bà ba bộ đi chùa chỉ tâm hiu kết hợp với lá bồ đề. Cái này là 150.000 một bộ nha. Rồi em chào chị Phán Phùng nè, chào chị Ngọc Hoa Hân nè, chào chị Huy Nguyên nè, chào chị gì Thúy Lê Thị nè. Rồi mấy chị yêu mới vô xem like cho em xin một tim tương tác nha. Mấy chị mà đang xem like, mấy chị muốn xem mẫu nào cứ việc comment em sẽ dơ cho mấy chị xem, mấy chị đừng có ngại. Rồi em chào chị Nguyễn Ngọc Hân ha. Rồi em sẽ lên bảng màu bà ba bộ đi chùa cho mấy chị xem ha. 150.000 một bộ. Dạ áo em đang mặc là 80k một cái chị Hồng ơi. Dạ 80k chị yêu. Cái này là có đủ size luôn ha. Rồi thích cái ai cái này em đang mặc là mã 56. Chị nào chốt cái này thì comment mã đang mặc hoặc là mã 56 giúp em. Rồi em có mã này là mã 67. Hai mã này đều là 80k một cái, hiện em đang có đủ size cho mấy chị yêu. Mấy chị yêu thích cái nào thì tranh thủ hốt giúp em. Cái này nó đang lẻ, nó còn một size, chỉ còn mấy cái 4-5 cái thôi nha. Nên mấy chị yêu nào thích thì tranh thủ chốt nha. Rồi mã này mã em đang mặc là mã 56 và mã này là mã 67. Rồi mấy chị yêu thích cái mã nào thì comment giúp em nha, em có đủ size nha. Rồi em có đủ size cho mấy chị luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem. Đây đây là cái bộ bà ba bộ chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề, 150.000 bộ nha mấy chị yêu. Rồi em sẽ lên bảng màu cho mấy chị xem ha. Em có màu này là màu xanh lá đậm nè, màu này là màu đen, màu da bò, màu này là màu lam, màu này là màu già hồng da đậm, màu huyết, màu đỏ huyết các mấy chị. Và màu cuối cùng là màu tím. Tím này kiểu như là tím hơi rút nha. Tím cái này hơi rút á. 150.000 một bộ thôi. Dạ rồi, mấy chị thích màu nào hoặc là muốn xem màu nào comment em dơ cho mấy chị xem nha. Rồi em có màu này là màu tím nè. Tím này là tím kiểu như tím rút nha. Màu này là màu đỏ huyết. Màu đỏ huyết. Màu này là màu da bò. Ủa hả gì?
không phải, sorry mấy chị, là hồng da đậm. Màu này là màu lam. Màu này là màu da bò. Màu đen. Và màu cuối cùng là màu xanh lá đậm. Rồi bà ba chữ tâm, bà ba chữ y chùa chữ tâm, 150.000 một bộ nha. Rồi, chị yêu nào muốn xem loại màu nào thì comment giúp em nha. Rồi em sẽ lơ tiếp cho mấy chị xem cái bộ hỗ trợ. Rồi chị Hồng ơi, chị thích cái nào thì chị comment giúp em nha. Hoặc là muốn xem cái nào thì comment giúp em. Rồi em sẽ lên cái đồ bộ cổ tròn ép đá. Rồi cái này là đồ bộ cổ tròn ép đá 150.000 một bộ. Em sẽ lên bảng màu cho mấy chị xem ha. Em có màu này là màu hồng nè. Đây màu hồng này cực kỳ ngọt luôn. Rồi em có màu này là màu đỏ nha mấy chị. Màu đỏ, màu hồng. Rồi màu này là màu đen. Cái đá này mặc lên rất là đẹp, ép rất là chắc trắng nha mấy chị. Màu xanh ngọc nè, trời ơi màu xanh ngọc đẹp xỉu luôn mấy chị ơi. 150.000 thôi. Màu xanh vỏ đậu. Màu xanh dương. Màu này là màu ruốc. Màu tím cẩm. Màu tím huế. Và màu cuối cùng là màu xanh lá. Bà ba bộ cổ tròn ép đá 150.000 một bộ nha mấy chị. 150.000 một bộ thôi. Đá này ép rất là chắc chắn luôn. Dạ rồi mấy chị muốn xem mẫu nào thì comment giúp em nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cái cho mấy chị xem một cái mẫu đồ sale. Đây đồ sale bên em, cái này là quần dài ống rộng dạ váy. Rồi cái này là đồ bộ sale nha, em sale 100k một cái. Cái này là em có đủ size cho mấy chị luôn nha. Quần dài ống rộng giả váy mặc cực kỳ sang luôn. Rồi em có 4 màu, mấy chị mặc size nào comment. Alo. Tên gì vậy anh, em lên gì chứ? Rồi ok em. Rồi. Đợi em xíu nha mấy chị yêu anh. Rồi em sẽ dơ cái bảng màu quần dài ống rộng dạ váy sale cho mấy chị nha. Cái này em sale 100k một bộ. Rồi em có màu này là màu đỏ nè. Màu đỏ. Màu này là màu hồng. Ủa màu gì? Màu nâu. Màu này là màu hồng. Mấy cái này mặc lên cực kỳ sang luôn mấy chị, em sale 100k bộ cho mấy chị bận luôn nè. Cái này em có đủ size nha, mấy chị yêu mặc size nào thì comment giúp em ha. Rồi em có màu này là màu vàng. Rồi quần đồ bộ quần dài ống rộng dạ váy em sale 100k một bộ thôi. Cái này mấy cái này mặc lên cực kỳ sang luôn mấy chị ơi. Có 100k bộ hoàng hoàng, mà cái này là quần kiểu như là quần dài ống rộng dạ váy luôn á, mặc lên cực kỳ sang luôn. Rồi em có màu này là màu vàng. Màu vàng, màu này là màu hồng. Màu hồng, màu này là màu nâu. Và màu cuối cùng là màu đỏ. Bà ba quần dài ống rộng dạ váy em sale 100k một bộ. Rồi, chị yêu nè, hết cái áo em đang mặc thì comment mã đang mặc hoặc là mã 56 giúp em ha. Cái này là thun lưới nha mấy chị yêu, co giãn thoải mái, mặc rất là mát luôn. Cái này hiện là bông mới nha em. 80k một cái, em sẽ có đủ size từ 45 cho tới 70kg cho mấy chị luôn á. Mấy chị có thể kết hợp với quần ha. Quần bên em sẽ là 60k một cái, một bộ là 130 nha. Mấy chị yêu hết quần trắng hay quần đen thì bên em đều có. Hiện là em đang mặc quần đen, quần trắng, em có quần đen cho mấy chị luôn. Quần sẽ là 60k một cái, một bộ 140 ha. Bên em luôn có quần lẻ cho mấy chị ha.
mấy chị yêu mà muốn mua quần lẻ thì bên em sẽ có quần lẻ cho mấy chị luôn. Quần bên em thì chỉ có 60k một cái thôi à. Quần thì chỉ có 60k thôi. Một bộ là 140 nha mấy chị. Quần thì em sẽ có quần ống nhỏ ống rộng luôn. Có nhiều chị không thích mặc ống rộng thì mình sẽ lấy ống nhỏ ha. Nói chung là quần nào cũng 60 hết trơn á. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem một cái mẫu đó là bà ba trơn. Rồi bà ba trơn mặc lên đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Đây, đây là mẫu bà ba trơn. Nói chung là bà ba trơn là em có đủ màu đủ size nên mấy chị vô tư đặt hàng. Nói chung là trơn thì mấy chị cứ lên số, cứ lên size giúp em có đủ size cho mấy chị luôn. Bà ba trơn thì em có size tới 80kg cho mấy chị yêu nào luôn á. 80kg là khoảng tầm mà từ size 1 tới size 7 nha. Chị yêu nào mặc size 6, size 7 best size thì cho em xin thêm 10k là 80k một cái ha. Rồi em sẽ dơ bảng màu bà ba trơn cho mấy chị tham khảo nha. Bà ba trơn chỉ có 70k thôi mấy chị, mặc lên đơn giản rất là đẹp luôn. Rồi em có màu này là màu xanh nè. Xanh này là xanh coban nha mấy chị yêu, màu xanh coban. Màu này là màu tím. Màu tím Huế. Bà ba trơn 70k một cái. Đây, em có màu này màu đỏ nè. Rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi em chào chị Tuyết Trần nè, chào chị Lê Thị Thánh nha. Em chào mấy chị yêu, mấy chị yêu đang xem live, mấy chị muốn xem mẫu gì cứ việc comment em dơ cho mấy chị xem ha. Rồi em có màu này là màu đỏ nè. Trời, mấy cái màu này mặc lên rất là đẹp luôn mấy chị. Màu xanh, xanh này là xanh bơ, xanh miner nha. Màu này là màu cà rốt, bà ba trơn 70k thôi. Màu này là màu cà rốt. Màu tím, tím này là tím cà nha mấy chị. Màu tím cà. Màu này là màu trắng, bà ba trơn 70k thôi, màu này là màu trắng. Màu này là màu hồng. Hồng này kiểu như là hồng tím sen ha. Chị nào mà hết mấy màu mà nhu nhu thì em có mấy màu này cho mấy chị luôn. Rồi màu này là màu hồng cánh sen. Màu vàng. Màu này là màu xanh dương nhãn. Nói chung là chơi em có nhiều màu lắm mấy chị, tha hồ lựa. Màu tím nè, tím này là tím cẩm nha mấy chị. Màu tím cẩm. Màu này là màu hồng. Hồng này là hồng đậm nha. Màu này là màu màu cà phê sữa. Màu cà phê sữa. Màu này là màu da bò. Mấy cái màu này màu mới không, em chưa đóng nút luôn á mấy chị yêu. Trơn mặt lên đơn giản đẹp lắm. Đây màu này là màu xanh ngọc. Và màu cuối cùng là màu xanh nước biển đây nè. Xanh nước biển còn chưa đúng nút luôn á. Rồi bà ba trơn 70k một cái thôi. Em có khoảng tầm 20 màu bà ba trơn cho mấy chị tham khảo á. Em có tầm khoảng 20 màu cho mấy chị tham khảo á nha. Nên là mấy chị yêu thích cái trơn, nói chung là trơn em có rất là nhiều màu cho mấy chị lựa. Nói chung là đủ màu luôn á, khoảng 20 màu cho mấy chị tha hồ mà lựa. Rồi chỉ có 70k một cái thôi, quần là 60k, ăn bộ 130. Rồi em dơ lại cho mấy chị xem hết. Em chào chị Lê Diễm nè, chào chị Tuyết nè, chào chị Ma Thị Cúc nè. Mấy chị yêu đang xem live muốn xem mẫu gì cứ việc comment em dơ cho mấy chị xem nha. Rồi em sẽ dơ tiếp. Bà ba bông hả? Dạ cái đó là bà ba anh hoa 4D 90k một cái nha chị Hoa Lục Bình. Dạ 90k một cái á chị yêu. Chị mặc size mấy chị comment cho em xin cái chị mặc size mấy để em coi cái size đó còn màu gì em dơ chị xem nha. Cái đó, cái bông, cái hoa 4D này em còn nhiều màu lắm. Chị mặc size mấy giờ em coi size đó còn màu gì. Rồi em dơ lại cái bảng màu bà ba trơn cho mấy chị nào xem lại một lần nữa nha. Rồi em có màu này là màu xanh nước biển nè. Màu xanh nước biển. Màu này là màu xanh ngọc. Màu này là màu hồng. Màu da bò, trời ơi, nói chuyện một hồi là em bị lộn ngôn mấy chị ơi. Màu này cà cây sữa, 61kg mà chị cao 1m65 hả? Mặc size 3 giúp em đi chị yêu ơi. Dạ rồi chị đợi em coi em size 3 còn màu gì em dơ chị xem ha. Em có màu này là màu hồng đậm, đợi dùm em 30 giây nha chị yêu. Màu tím cẩm. Màu xanh dương nhạt. Dạ em chào chị Như, màu này là màu vàng. Màu hồng cánh sen, đợi em nha chị Hoa Lục Bình ơi. Màu này là màu trắng. Bà ba trơn 70k một cái.
Màu này là màu tím cà nè. Trời ơi chơi mấy cái màu này mặc lên rất là đẹp luôn mấy chị. Màu cà rốt, mấy cái màu này mặc lên rất là tôn da luôn. Màu này là màu xanh bơ, là xanh miner á. Màu đỏ, màu tím khuế, và màu cuối cùng là màu xanh dương đậm. Rồi đây là bảng màu và ba chân, 70k một cái. Rồi size 3. Size 3 đợi em xíu nha, em coi size 3 còn màu gì nha. Chị cao 1m65 hả? Rồi size 3 em còn. Dạ rồi size 3 đây. Size 3 là em sẽ còn là màu này là màu hồng em còn nha chị, hoa lục bình. Dạ em còn màu hồng nè chị yêu. Rồi em còn màu này là màu vàng. Còn màu vàng. Rồi size 3 thì em còn có hai màu hả chị yêu ơi. Size 3 em còn có hai màu thôi. Áo này là 90k một cái ha, quần sẽ là 60k một cái, một bộ 150 nha. Dạ rồi size 3 em còn màu vàng và màu hồng. Rồi chị hết màu nào chị comment giúp em nha, chị hoa lục bình 90k một cái thôi, bạn lên cực kỳ ngọt luôn. Còn cái hai màu rất là ngọt luôn á. Rồi chị yêu nào hết cái mã em đang mặc thì cái mã này là bông mới bên em nha. Cái này là bà ba của team thun lưới, cái này sẽ là 80k một cái. Hiện em còn đủ size. Em còn đủ size nên là mấy chị yêu hết cái mã này thì tranh thủ chốt đơn ha. Để em thôi là hết cái mốt là nó bị lẻ size là hết ngay cái mã mình hết nha mấy chị yêu. Còn áo đang mặc thì sao? Dạ áo em đang mặc là 80k một cái chị yêu. Cái này là bà ba cổ tiêm phun lưới bông mới bên em ha. Ai thích cái em hiện tại đang còn đủ size nên mấy chị yêu thích cái này thì cứ vô tư đặt hàng, khi nào mà nó đang bị lẻ size thì em sẽ báo cho mấy chị biết ha. Hiện nay em còn lẻ size nên mấy chị yêu tranh thủ đặt hàng ha. Rồi em có màu tiếp theo, mã tiếp theo là mã 67. Em có hai mã ha, đều là 80k một cái. Mã em đang mặc là mã 56, còn mã này là mã 67. Rồi mã này là mã 67 nha. Cái thun lưới cái này phơ mặt mặt mấy chị thấy không, rất là đẹp luôn, mặt tôn dáng cực kỳ luôn mấy chị. Có 80k một cái thôi à, tranh thủ chốt đi. Em nói là mốt mấy chị mà chốt chậm là mốt hết cái mã này thiệt luôn á. Tại vì mỗi mã em chỉ còn có 4-5 cái hà. Lên mấy chị yêu tranh thủ hốt giúp em ha. Trời ơi có mấy chục ca một cái hả mấy chị ơi, tranh thủ đi. Cái em đang mặc là cổ tim thun lưới. Cái thun lưới mà chị nào mặc bà ba nhiều rồi sẽ biết. Cái thun lưới mặc nó sẽ rất là mát luôn, mà nó co giãn thoải mái nhưng mà nó không có bị quá mỏng á. Mặc nó thoải mái cực kỳ luôn mấy chị mà đi đám đi tiệc rồi. Mặc cái áo này nè, vô rất là đẹp luôn á. Rồi rồi em chào chị Liễu Thúy Bồi nè, chào chị Bảo Ngon nè. Mấy chị yêu đang xem like, mấy chị muốn xem mẫu nào mấy chị comment nha, em sẽ dơ cho mấy chị xem. Rồi em giờ em sẽ lên tiếp cái bảng màu và bao thiêu cho mấy chị xem ha. Rồi em chào chị Vũ Thanh nha. Rồi em sẽ dơ cho mấy chị xem cái bảng màu và bao thiêu bên em. Và bao thiêu bên em sẽ là 90k một cái nha. Cái bảng màu bao thiêu này nó cũng lẻ màu rồi nè, lẻ đủ size nhưng mà lẻ màu rồi nè, nên là mấy chị mặc size mấy em coi cái size đó còn màu gì ha. Rồi em sẽ giao tiếp cho mấy chị yêu xem cái bà ba thiêu bên em. 55 có 55 là sao, 55 đen là sao chị Hồng? 60kg nè, cao 1m62 đúng không? À 55 tới 60kg hả, cao 1m62 mặc số mấy. Trời ơi bây giờ chị hỏi em thì thử khó thiệt luôn á. Tại vì chị hỏi cụ thể giúp em đi. Tại vì ví dụ 55kg mà cao 1m62 á,
mà không có eo thì mặc size 2, còn có eo thì mặc size 3. Còn ví dụ như size bọn mặc nếu mà 60 kg mà 1m62 thì mặc size 3, hoặc là eo bự, hoặc là eo không, nếu mà 60 kg mà 1m62 thì mặc size 3 được nè. Còn từ 50, nói chung là phải cụ thể mới biết được, chứ mình tư vấn cái này nó không được. Nhưng mà nếu mà chắc thì bạn size 3 đi. Nếu mà nếu muốn chắc thì bạn size 3 là ok. Rồi, em dê cho mấy chị xem cái bảng màu và patio ha. Và patio chỉ có 90k một cái, lấy size 4 á hả? Rồi ok chị. Rồi em sẽ dơ bảng màu và bảo thiêu cho mấy chị yêu xem ha. Thiêu mặt đơn giản tím Huế. Dạ rồi ok chị. Cái bà ba thiêu thì là đây. Mấy chị thấy bên em có giấy phía trong không? Mình kẹp giấy để mình thiêu quá mấy chị. Nên là cái đường chỉ thiêu bên em nó thẳng tắp rất là đẹp luôn á. Nó không có kiểu như, dạ rồi chị, nó rất kiểu như là nó không có bị đùng á. Rất là đẹp, rất là nét luôn. Chỉ có 90k một cái thôi. Rồi em sẽ dơ cho mấy chị xem áo bà ba thiêu ha. Đây, đây là áo bà ba thiêu màu đen. Rồi em lên bảng màu cho mấy chị xem ha. Em có màu này là màu đen nè, màu cà rốt nè. Trời ơi mấy cái màu này xinh xỉu luôn mấy chị. Màu cà rốt nè. Màu này là màu tím. Tím này là tím cẩm nha. Dạ có chị. Có. Rồi em có màu này là màu tím cẩm nha. Màu tím cẩm, màu này là màu hột gà, bà ba thiêu 90k một cái màu hột gà. Màu này là màu, màu này là màu xanh lá. Màu xanh lá. Dạ cái này là thiêu hả chị Phan Thanh Nguyệt? Dạ cái này là thun la dông co giãn chị yêu. Thun la dông co giãn. Mấy chị đừng có sợ là thun la dông thì nó sẽ bị ấy nha, mình chỉ gì vậy. Mấy chị yên tâm là về mấy chị giặt nhiều lần nó cũng không có bị xuống vải nữa. Không có bị kiểu như là mềm nhũn vải hoặc là nó nhăn nhiêu vải, không có nha. Vải bên em rất là ok, co giãn thoải mái cho mấy chị luôn. Mặc lên cái phơm cực kỳ đẹp nha. Rồi em có màu này là màu đỏ. Còn em đang mặc là thun lưới nha mấy chị yêu. Màu này là màu hồng. Hồng này là hồng đào nha. Cái bảng màu thiêu ở ngoài cái màu nó rất là tươi luôn á. Tươi lắm, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Sang nữa. Rồi em có màu này là màu trắng. Màu trắng. Và màu cuối cùng là màu vàng. Bà ba thiêu 90k một cái. Đây. Cái này mấy chị có thể kết hợp với quần trắng, quần đen đều đẹp nha. Em thấy nói chung là tùy sở thích mỗi người thôi. Em thấy quần nào cũng dễ mặc hết trơn á. Nhiều chị sợ quần trắng nó bị dơ, bị đen, nó không có. Ví dụ như mình đã xác nhận mình mặc quần trắng rồi thì chị có đi đám đi tiệc thì mình chỉ mặc quần trắng thôi. Đi đám đi tiệc đâu bận gì nhiều, đâu có làm gì nhiều đâu mà dơ. Hello chị Lộc ơi, đi làm chưa chị Lộc ơi? Mai gặp được quá. Rồi quần mấy chị mua quần trắng á, mấy chị đừng có sợ là nó bị mỏng ha. Không có bị mỏng mấy chị yên tâm, em mặc trên like nè, đâu có bị mỏng đâu. Có 60k một cái ha. Quần thì em sẽ có quần trắng, quần đen, có quần ống nhỏ, ống rộng luôn. Tùy mấy chị muốn tha hồ lựa cái nào cũng có. Quần nào thì cũng đều là 60k ha. Rồi em dơ lại cái bảng màu bà ba thiêu cho mấy chị xem lại hoặc. Rồi em có màu này là màu, màu này là màu vàng. Mấy chị vô xem đông đông đi, em lên hàng sale cho mấy chị lựa nha. Màu này là màu trắng. Ai muốn săn hàng sale cho em xin một tim tương tác đi, rồi một chấm đi, em sẽ lên hàng sale cho mấy chị nha. Rồi màu này là màu hồng đào. Màu hồng đào. Màu này là màu đỏ. Màu xanh lá. Thì cái này ở ngoài nó tươi lắm. Dạ cao chị Thu Nam. Em cảm ơn chị gì Thu Nam Thư nè phải không? Chị này là Thu Nam Thư phải không? Màu này là màu hột gà đã follow em nha. Mấy chị nào mà mới follow em hoặc là vô sao xem không kịp, xem mẫu nào comment giúp em. Màu tím cẩm. Màu này là màu cà rốt. Và màu cuối cùng là màu đen. Bà ba thiêu 90k một cái thôi nha mấy chị yêu ơi. Rồi ai muốn săn hàng sale không ạ? Ai muốn săn hàng sale đồ bộ áo lẻ gì thì vô với em nha mấy chị yêu. Em có đủ hàng sale, đủ loại sale cho mấy chị luôn. Em có ai muốn săn hàng sale không mấy chị yêu? Mấy chị lưu ý là mấy chị muốn săn hàng sale, mấy chị comment giúp em là mấy chị muốn xem mấy chị mặc size mấy á.
để em biết cái size đó, còn hổ gì em dơ cho mình chị xem, tại vì em dơ ngẫu nhiên ạ, chứ không có theo size, gặp cái nào sale cái đó thôi. Nên là mấy chị mặc size nào muốn săn hàng sale thì comment giúp em coi cái size đó còn hổ gì em dơ cho mấy chị xem nha. Đây, ai muốn săn hàng sale thì vô lửa với em nha mấy chị yêu, tại vì sale thật sự là mỗi mẫu em còn một hai cái không sale, hoặc là những cái mà thợ bên em mai bị rớt lại á, nên sale cho mấy chị luôn. Có những cái em sale là lần đầu tiên là em trên lên like là em sale luôn, tại vì có một hai cái nó bị rớt lại bông mới á, nên sale cho mấy chị bận luôn á, chứ không phải là hàng lỗi hay là hàng cũ gì đâu nha. Rồi rồi, em có màu này là màu cà rốt nè, trời cái áo này bận rất là đẹp luôn, này ở ngoài đẹp lắm. Cái này là trẻ này size 3 nha, em sale 50k một cái. Chị yêu nào bận cái này comment cà rốt giúp em cái size 3 ha. Mấy chị lưu ý giúp em là hàng sale mấy chị yêu mua mấy cái thì bên em cũng không miễn ship nha. Rồi, chị yêu nào mặc size 3 chốt cái này cà rốt giúp em sale 50k thôi. Đây, rất là đẹp luôn, mặc lên đẹp lắm, size 3 nha. Cái màu này ở ngoài ngọt lắm mấy chị. Rồi, cái này là size 3, chị yêu nào lấy cái này comment cà rốt, hàng sale mua mấy cái em cũng không miễn ship nha. Dạ rồi, chị Thu Nam Thư size 3, cho em xin số online đi chị yêu, rồi mình căng sale tiếp nha. Để một hồi chị mất tiêu, em chịu đã, không có số online là em không có liên hệ chốt đơn. Bỏ số 0 đầu comment 9 số cuối giúp em đi chị yêu. Rồi em chốt đơn, em lên tiếp cho chị lựa ha. Để không có số online là mấy chị biết, tại vì nhiều chị lắm, có nhiều chị đặt hàng xong không có chơi số online, không chốt đơn được. Nhiều khi chơi số online còn không gọi được, đừng nói chi là không gọi. Dạ rồi, ok chị Thư Nam Thư nè. Rồi để em kiếm size 3 nữa em lên cho chị xem nha. Chị mặc size mấy? Chị mặc size 3 hả? Đây, cái 4D. Ai săn hàng theo vô săn với em với mấy chị. Ai mặc size nào comment đi, em coi cái size đó còn nào em dơ cho mấy chị xem. Trời ơi, đừng có ngại mấy chị ơi, vô mình lựa đồ đi mấy chị, vô lựa đồ cho vui với em nha. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment bông màu giúp em. Cái này hiện là em có size 3, size 4 cho mấy chị yêu luôn nha. Ai lấy cái này là 4D nha, rất là xịn sò luôn. Chị yêu nào lấy cái này comment 4D bông, 4D gì? Bông màu đi. Ai lấy cái này comment thì 55kg 1m56. Dạ mặc size 3 chị yêu. Dạ chị mặc size 3 là đúng rồi nha. Rồi dạ, chị Thư mặc size 3 nè. Chị là Nam Thư đúng không? Thư Nam Thư là Nam Thư. Trời ơi, để cái tên vậy là hiểu làm chết. Bữa giờ là tên Nam Thư đang bị drama đó. Bữa giờ mấy chị có coi là tên Nam Thư bị drama không? Dạ rồi, chị yêu nào lấy cái này comment bông màu giúp em sale 50k. Em hiện tại cái này thì em còn size 3, size 4 cho mấy chị nha. Rồi, chị yêu nào mặc size 3, size 4 chốt cái này bông màu giúp em 50k. Hàng sale mua mấy cái em cũng không miễn ship nha mấy chị yêu ơi. À rồi, size 3 em có mấy cái đẹp lắm nè chị Thư. Cái thun lưới nè chị, có nhiều chị mặc thích thun lưới nè. Mẹ này size 3. Đây, đây là cổ vuông tay phồng thun lưới. Cái này em sale 50 luôn, tay lỡ. Cao 1m55 mà 65kg. Rồi Hồng. Dạ chị Hồng ơi, bây giờ không biết khách mặc size mấy, nhưng mà hiện tại là hai cái đó, hai cái mã đó không còn cái nào luôn chị ơi. Hai cái mã đó không còn cái nào hơn nên chưa, là bây giờ mình 1m5 để coi, 1m50 mà 65kg hả? 65kg thôi, mặc size 5 đi. Mặc size 5 đi. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment đỏ giúp em đi nè, không phải màu đỏ nữa, nhưng mà có một số bông đỏ nè. Lấy cái này comment đỏ giúp em nha. Cổ vuông tay phồng thun lưới, mặc rất là dễ thương luôn. Em sale 50. Ai lấy cái này comment đỏ giúp em đi. Đỏ. Chị áo truyền thông là sao chị Thư? Áo truyền thống á hả? À dạ rồi. Chị Hồng ơi, size 5 em hết cái hai cái mã đó rồi. Tại em kiếm với chị Thư, tại em như chị yêu. Chị Hồng ơi, size 5 là em còn à. Size 5 là em còn cái, chị dơ thích coi giùm em nha. Size 5 là em còn mã 80 nè. Mã 80, size 5 đông 26 nha. Mã 80. Mã 08.
Mã 18. Và mã này là mã 61. Rồi xoay. À mã này nữa. Mã 61. Và mã này là mã 60. Rồi size 6, size 5, room size em còn những mã đó nha chị Hồng. Em còn những mã đó nha. Rồi size 3. Size 3 đợi em xíu nha chị yêu. Rồi em coi size 3 em còn mẫu gì không đã. Em coi cái áo thiêu quá. Tại vì không chị, cái đó size 5 đôn size 6 mà 50k thôi. Ủa ơi, 70k thôi chị. Đây, em có cái bà ba thiêu size 3 này, em sale 60k cho mấy chị yêu luôn nè. Có này phải size 3 không ta? Rồi, cái này là bà ba thiêu nha mấy chị yêu, size 3. Em sale 60k cho mấy chị luôn. Chị nào lấy cái này comment thiêu đỏ giúp em. Em sale 60k nha. Dạ có chị Ngô Quyền. Dạ có 63kg chị. Chị 63kg cao nhiêu vậy? Cái em đang mặc có size tới 80-70kg luôn á chị. Yên tâm. Rồi cái này size 3 nè chị Thư ơi. Lấy cái này comment đỏ thiêu nha. Size 3 chị thống hả? Size 3 chị thống là em hớ là em chỉ còn nhiêu đó thôi ạ. Em chỉ còn nhiêu đó à chị yêu ơi. Chị Ngô Quyền, chị mét 63 chị cao nhiêu vậy chị yêu? Nếu mà chị 63 hả? Chắc chị mặc tầm size 4 giúp em nha. Cái này em có nè. Cái này là 80k một cái. Đây là thun lưới nha mấy chị yêu. Bà ba cổ tim thun lưới. Cái này là hiện là 80k một cái. Chị nào hết cái này thì comment mã đang mặc, Hoặc là mã 56 giúp em. Rồi cái này là mã 67 nha. Dạ alo ạ. Dạ. Anh đợi em coi lại đơn lại em điện lại. Chị yêu đợi em xíu nha. 1m55 hả? 63kg, 1m55 mặc size 3, size 4 giúp em đi chị yêu. Là em có mã này là mã đang mặc nè. Hoặc rồi mã này là mã 67. Rồi mã này là mã 67 nha. Rồi em có hai mã này thôi, 80k một cái. Rồi mấy chị đợi em xíu nha. Rồi chị nào hết cái mã này comment mã 56 giúp em. Rồi em có mã này là mã 67. Hai mã này là bông mới bên em nha. Chị yêu thích cái nào, mấy chị yêu thích cái nào comment giúp em. Cái này thì em có size từ 45 tới 70kg, là từ size 1 cho tới size 5 cho mấy chị luôn. Dạ chị Hâm Nguyễn đúng không chị? Ủa cô, hôm qua con báo với cô là cô mặc size 5 mà. Con giao cho cô size 5. Nó bị rộng hả? Vậy thì nói gì có gì cô bơ cô lên cô, con miễn ship cho cô lấy đó bóp, cô bóp lại luôn đi khỏi mất không ấy tới lui. Trời ơi.
Vậy rồi tốn đi cô, tốn đi lại bên con phải lấy tiền ship nó, lỗ tiền ship luôn, không được một đơn mà còn lấy tiền ship nữa. Rồi chị nào lấy cái này mã 56 mã 67 nha, đủ size cho mấy chị luôn. Trời nhiều lúc có khổ lắm mấy chị ơi, làm cái nghề này rất là khổ luôn. Rồi em sẽ lên cái bông tiếp cho mấy chị xem ha. Đây rồi em sẽ lên cho mấy chị. Dạ cái này là 80k một cái đó chị Ngô Quyền. Cái này là thun lưới bông mới 80k một cái mấy chị. Quần thì bên em có quần lẻ cho mấy chị ha. Quần em sẽ có quần trắng, quần đen, có quần ống nhỏ, ống rộng luôn. Mấy chị yêu mặc sao, mặc cái thích nào thì comment đó giùm mặc cái đó ha. À, quần ống nhỏ là quần hai túi nha. Đang đơn bực bội quá. Giao đồ tới mà không lấy là rất là bực bội mấy chị. Đây em like một đơn rất là cực khổ. À, quần thì em sẽ có quần ống nhỏ, ống rộng cho mấy chị luôn. Chị nào hết quần hai túi là quần ống nhỏ nha. Còn quần ống rộng là quần một túi. Rồi em tiếp theo em lên hàng sale cho mấy chị nè. Cái này là bông mới toanh luôn, em chưa like mẫu mọi lần nào luôn á. Cái này do là thợ may bị rớt lại nên lên sale cho mấy chị bận luôn nè. Cái này đang là size 1 nè, em sale 60k. Chị yêu nào lấy cái này comment vàng giúp em nha. Ai lấy cái này comment vàng giúp em sale 60k luôn. Rồi cái này là em đang mặc là 80k nha mấy chị yêu. Thun lưới mặc co giãn thoải mái, rất là mát luôn. Rồi chị yêu nào lấy cái này thì comment giúp em vàng. Vàng size 1 nha mấy chị. Nói chung là mỗi size á, mỗi size em còn có mấy cái ít hà mấy chị ơi, chứ không có còn nhiều. Mỗi size còn ít hà mấy chị thôi, chứ không có còn nhiều. Rồi tiếp theo em có cái ở đây. Cái bông này rất là đẹp luôn, này size mấy đây, này size 1. Cái 4B màu tím cà này mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Dạ rồi, chị yêu nào mặc size 1 lấy cái này comment tím cà giúp em. Em sale này sale 50 cho mấy chị luôn. Hai cái mẫu đang mặc nha. Dạ rồi, ok chị Ngô Quyền. Chị Ngô Quyền vậy chị mặc size 3 giúp em ha. Bình thường chị mặc size mấy vậy? Thì sợ mấy chị nhiều khi mấy chị lên chiều cao cân nặng em thấy cái số đo đó là mặc cái, nếu mà theo như bên em thì mặc cái số đo vừa. Mà nhiều chị mặc vô giao tới không có vừa mấy chị em, bởi em phải hỏi chắc lại em đo hai cái em cái bên em. Cái bên em và cái bên mấy chị nữa. Bình thường chị mặc size mấy? Trời ơi, mấy cái vấn đề size này nó tại vì size mỗi người nó một không có một cái form cố định nào cả nên rất là khó luôn. Nên là bởi vì khổ tâm lắm mấy chị. Dạ rồi, chị yêu nào lấy cái này comment tím cà giúp em nha. Size 1 nha mấy chị yêu. Em sale 50k. Đây, tím cà này mặc lên rất là đẹp luôn. Tím cà thường em thích mặc tím cà lắm, mặc nó kiểu nên nó vừa ngọt mà nó vừa kiểu như nó đẹp lắm mấy chị, dễ mặc nó sáng nữa. Tím cà thì mặc lên rất là đẹp nha. Dạ rồi, chị yêu nào mặc size 1 lấy cái này tím cà giúp em. Rồi tiếp theo em có đây. Em có mấy cái bà ba thiêu nè, bà ba thiêu size 3. Rồi chị yêu nào mặc size 3 lấy cái này bà ba thiêu giúp em. Sale 60k luôn. Rồi ai lấy cái này comment, cái này tím gọi là không phải là tím Huế mà là kiểu như tím than á mấy chị. Tím không, hay tím hoa, đúng rồi tím than á. Chị yêu nào mặc size 3 lấy cái này comment tím than giúp em. Em sale 60k một cái nha. Đây, đây cái thiêu này mặc lên rất là đẹp luôn á, mặc lên dễ thương cực kỳ luôn. Dạ rồi, chị yêu nào mặc size 3 lấy cái này comment tím than giúp em. Em sale 60k. Mấy chị lưu ý giúp em là mua hàng sale mấy cái em cũng không miễn ship nha mấy chị yêu. Dạ, mua mấy cái cũng không miễn ship nha. Rồi tiếp theo em có cái này là size 4 nè. Size 4 cho mấy chị yêu là này. Cái màu này có size 4, size 5 luôn. Thiêu này còn mấy cái nè. Cái này em còn size 4, size 5 luôn nha. Em sale 60k cho mấy chị nè. Rồi, chị nào lấy cái này comment tím. Tím này là tím gì mấy chị? Màu này là tím kiểu như tím hơi ruốc á. Tím hơi ruốc một xíu nha. Cái này là thiêu luôn. Mấy chị mua hàng thiêu bên em, mấy chị đừng có sợ là cái đường chỉ thiêu nó sẽ kiểu như nó bị đùng đùng á, không không phải bị phồng lên á. Chị yên tâm, cái thượng chỉ nó rất là nét luôn. Rồi, chị yêu nào lấy cái này comment tím ruốc giúp em. Em có size 4, size 5. À, số 3 hả? Cái này co giãn á chị, nhưng mà co giãn không có qua nó nè, co giãn nè thấy không?
nhưng mà kiểu như nó sẽ không co giãn bằng cái thun la dông này nha, nó co giãn vừa thôi chứ không co giãn quá. Mặt mẹ chị mặc số 3 hả? Ừ, số 3 em thấy ok đó chị. Không, cái này co giãn nhưng mà kiểu như là nó sẽ không có co giãn bằng cái thun la dông này, co giãn vừa nhưng mà mặc thoải mái yên tâm này, mấy chị thấy không, nó thun lưới mà nên dễ mặc lắm. Rồi, chị yêu nào lấy cái này comment tím rút giúp em, size 3. Ủa, em có size 4, size 5 chứ. Em sale 60k luôn, cái này là thiêu mới hoàn toàn luôn á. Tại vì mấy chị nào mà coi like em thường xuyên thì sẽ biết mấy cái mẫu này em chưa lên mẫu lẻ luôn. Rồi lên sale cho mấy chị bận luôn. Rồi tiếp theo em có cái mà tại số 4 hả? Ok chị. Rồi, em có cái này là size 5. Trời ơi, cái màn hột gà này ngọt xỉu luôn mấy chị ơi. Rồi, em sale cái này là 60k một cái nha. 60k một cái, size này là size 5 nha. Chị yêu nào lấy cái này comment hột gà giúp em. Em sale 60k một cái luôn. Size 5 nha mấy chị yêu. Trời ơi, cái màu này rất là đẹp luôn á. Tranh thủ cho ai thích cái màu này chốt đi mấy chị. Mặc cái màu này chốt đi, rất là đẹp luôn. Rồi, dạ hai cái hai màu em biết rồi chị Ngô Quyền, ok chị yêu. Rồi tiếp theo em có cái này đây, cái này cũng là thun lưới nè, cái này là cổ vuông tay phòng thun lưới, em sale 50k cho mấy chị bận luôn. Em sale 50k ha. Trời ơi, cái này rất là xinh luôn, này size 1 nè, xinh xỉu luôn á. Rồi cái này là cổ vuông tay phòng, thun là thun lưới, em sale cái này 50k thôi. Chị yêu nào lấy cái này comment xanh bơ giúp em. Mấy chị mà đang xem live, mấy chị muốn săn hàng sale á, mấy chị lên cái comment cho em biết cái size của mấy chị đi, để em coi cái size đó còn mẫu gì em dơ cho mấy chị xem. Rồi, chị yêu nào mặc cái này thì lấy cái này thì comment xanh bơ giúp em, size 1 nha. Em hiện còn size 1 thôi. Em sale 50k một cái cho mấy chị yêu luôn. Đây, 50k cái thôi. Rồi ai lấy cái này comment xanh bơ giúp em ha. 50k. Nhiều chị mặc số lớn lớn không à. Dạ cảm ơn, em chào chị Lê Thị Hồng nha. Mấy chị đang xem live muốn xem mẫu gì comment đi em dơ mấy chị xem. Rồi đây tiếp theo cái thun lưới cổ vuông tay phòng. Đây thun lưới cổ vuông tay phòng, cái này size 4 nè. Em sale 50k. Chị nào lấy cái này comment vàng giúp em. Đau họng quá. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment vàng giúp em nha. Em sale 50k. Ai lấy cái này comment vàng giúp em, size 4 nè mấy chị. Trời ơi, cái thun lưới này là mặc bao mát luôn, mặc nó thoải mái. Nhiều chị mà chuyên mặc đồ qua ba thì mấy chị sẽ rất là thích mặc cái thun lưới. Tại cái thun lưới nó vừa mát mà nó vừa co giãn thoải mái, nhưng mà nó không có bị quá mỏng đó. Mặc nói chung là rất là vừa luôn á. Coi cái bông gì chơi cho mấy chị xem nè. Đây, đây em có cái này cổ tròn, cổ tròn tay phòng thun lưới, cái này là 70k. Ủa em sale 50k nè. Cái này thì em có size 1, size 2, size 6 cho mấy chị yêu luôn. Ai mặc size 1, size 2, size 6 chốt cái mã này A6 giúp em. Em sale 50k luôn. Trời ơi, mấy cái này mặc rất là đẹp luôn, mặc lên dễ thương lắm mấy chị. Rồi em có mấy cái đâu rồi, cái cổ nữ hoàng. Đây, cổ nữ hoàng size 1, nói chung là em còn size 1 nhiều. Chứ mấy cái size kia thì em còn có 3 ống cái mà, không có nhiều. Rồi, chị yêu nào lấy cái này size 1 luôn nè. Cổ nữ hoàng rất là đẹp luôn, cổ nữ hoàng. Ai lấy cái này comment xanh đen giúp em nha. Dạ, lấy cái này comment xanh đen giúp em. Em sale 50k size 1 nha mấy chị yêu. Cái này size 1, ai lấy cái này comment xanh đen giúp em. Rồi trời ơi, cái này mặc lên rất là đẹp luôn. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment bông cang giúp em. Em sale 50k size 1 nha. Trời, cái này mặc lên cổ nữ hoàng này, rất là đẹp luôn. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment bông cang giúp em. Em sale 50k nha. Rồi ai lấy cái nào đỏ comment giúp em nha mấy chị yêu ơi.
em sẽ xem cho em mặc cho mấy chị xem mấy cái mẫu trơn bên em. Trời ơi trơn mặc đơn giản mà rất là đẹp luôn. Em rất là thích mặc cái màu trơn luôn mấy chị. Đây này mặc size 2 thì nó hơi rộng. Trơn rất là mặc dễ mặc luôn nha. Đây trơn nó vừa dễ phối đồ mà nó về giữa dễ mặc, nó không có bị kén nữa, không có kén da, không kén dáng. Mấy chị mà hơi tròn á, mấy chị đừng có nghĩ là mặc bà ba vô là nó không có hợp nha. Mấy chị mà hơi tròn, mấy chị mặc bà ba vô nó rất là gọn người luôn, nó co giãn thoải mái đó bà ba. Mấy chị mặc vô thoải mái lắm, nó đâu có bị nó co giãn á, nên là mấy chị mặc di chuyển hoặc là vận động á, nó khỏe lắm. Nên là mấy chị nào mà hơi tròn mấy chị mua cái bà ba mặc đi. Rồi chị yêu nào hết hàng sale nào thì comment giúp em nha. Rồi tiếp theo em có cái này là size 2. Đây em có cái thun 4D là size 2 nè. Lấy chị một mã áo thiêu mã 4 hả? Dạ rồi ok chị yêu. Cái này đúng không chị Thư? Cái này đúng không chị yêu? Rồi cái này thì em còn một cái size 5 nha. Chị yêu nào hốt giùm em luôn đi mấy chị yêu ơi. Trời ơi một cái áo chỉ có 60k hay là 60k nha. Tại vì cái này là nó mới thiêu ra luôn. Những cái bông nào mà bông mới thì em sẽ sale 60 nha. Mới vừa thảy, tại vì vừa ở xưởng mới vừa thảy ra cho em luôn sale 60. Ví dụ mà qua 1-2 ngày em sale 50 cho mấy chị bận luôn á. Nay bị hết năng lượng rồi. Chị Nam Thư nè. Rồi em cảm ơn chị yêu nha. Chị lấy cái nào nữa thì comment giúp em ha. Rồi em có cái này là size 2. Size 2 cái này em sale 5, cái này hồi sale 50 luôn đi. Chứ cái này bông mới luôn, sale luôn. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment nha. Vàng giúp em. Ai lấy cái này comment bông vàng size 2. Trời cái này cảm rất là chắc tay luôn á chị. Em sale 50k. Rồi ai mặc size 2 chốt cái này giúp em bông vàng. Em sale 50k ông vàng nha. 4D hoặc mặt là xịn sò. Mấy chị biết là 4D á, cái vải nó rất là chì dặn luôn, cầm chắc tay lắm. Mặc lên nó sang nữa. 4D mặc lên sang. Thun lưới thì mặc lên kiểu như là nó thì mị nít ne, tôn dáng tôn da. Còn cái 4D thì mặc lên nó sang. Rồi em có cái này là size 1 nha. Rồi em chào chị Lon nè. Em có cái này size 1, cổ nữ hoàng thun lưới size 1. Chị yêu nào lấy cái này comment vàng đen giúp em. Em sale 50k size 1 nha. Vàng đen em sale 50k size 1. Size 1 vàng đen. Cái này thun lưới nha. Cổ nữ hoàng thun lưới. Bị đau họng quá. Nó mua hết nổi luôn nha. Rồi chị yêu nào muốn mua, mấy chị yêu nào muốn săn hàng sale mẫu nè mà mặc size mấy thì comment giúp em nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem, em sẽ lên lại cái bản màu bà ba chân em đang mặc lại cho mấy chị xem ha. Em đang mặc là cái bà ba chân. Rồi em sẽ lên cái bản màu lại cho mấy chị xem. Nói chung là chân là em có nhiều màu luôn, chân là em bao màu bao size cho mấy chị luôn, nên mấy chị vô tư đặt hàng nha. Rồi em đang mặc là màu tím cà, em có đủ size cho mấy chị luôn. Rồi để em lên màu cho mấy chị xem lại ha. Em có màu này là màu tím cà, màu này là màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển, màu này là màu xanh ngọc. Bà ba chân 70k một cái màu xanh ngọc. Màu này là màu, màu này là màu da bò. Màu da bò. Màu này là màu cà phê sữa. Bà ba chân 70k một cái màu cà phê sữa. Màu này là màu hồng. Hồng này là hồng đậm nha mấy chị yêu. Màu hồng đậm. Màu này là màu tím. Tím là tím cẩm nè. Màu tím cẩm. Màu vàng. Mấy chị yêu đang xem like muốn xem màu nào cứ việc comment em dơ cho mấy chị xem ha. Màu này là màu hồng. Hồng này là hồng cánh sen nha mấy chị. Màu hồng cánh sen.
màu và trắng. Màu này là màu cà rốt. Màu xanh bơ. Mấy cái màu này mặc rất là tôn da luôn mấy chị. Màu xanh bơ. Màu đỏ. Màu tím Huế. Màu xanh dương đậm. Màu đen. Và màu cuối cùng là màu xanh dương nhạt. Rồi, màu em đang mặc là màu tím cà nhớ chị. Ba ba trơn 70k một cái thôi. Em có size tới 80kg cho mấy chị luôn, là từ size 1 tới size 7 nha mấy chị yêu. Quần cũng vậy luôn, quần em cũng có tới size 7 cho mấy chị luôn á. Nên là nói chung là trơn nó sẽ có đầy đủ hơn cho mấy chị dễ lựa hơn á. Mặc nó cũng đơn giản, thoải mái mà nó mát nữa. Nó tôn dáng của mình, nó cái gì em thấy càng đơn giản thì nó sẽ càng đẹp. Những cái mẫu đơn giản mình mặc vậy thôi nhưng mà nó rất là tôn dáng luôn. Rồi em sẽ dơ lại cho mấy chị xem một lần nữa ha. Em có màu này là màu xanh dương nhạt, màu đen, màu xanh coban, màu tím Huế. Màu này là màu đỏ. Màu này là màu xanh mino, xanh mơ á mấy chị. Màu cà rốt. Màu này là màu trắng, có mấy cái màu mới á, mặc lên sáng da lắm luôn. Màu hồng cánh sen. Màu vàng. Màu này là màu tím, tím là tím cẩm nha mấy chị. Màu tím cẩm. Màu hồng đậm. Màu cà phê sữa. Màu da bò. Màu xanh ngọc. Và màu xanh nước biển. Và màu em đang mặc là màu tím cà. Màu ba trơn 70k một cái thôi. Rồi mấy chị ơi, mấy chị đâu hết rồi mấy chị yêu ơi. Cho em xin một tim cho có động lực đi mấy chị yêu ơi. Dạ em chào chị cô đơn mình em nha. Em chào chị yêu. Hôm nay khách cuộc em lại vô nữa nè. Dạ em cảm ơn chị Nam Thư nè. Dễ thương vậy mà mấy chị còn không ủng hộ em nữa. Mấy chị đâu hết trơn rồi. Mấy chị đợi em xíu nha. Có ai muốn xem mẫu nào thì mấy chị cứ việc comment nha. Em dơ cho mấy chị xem. Mấy chị đợi em 30 giây nha mấy chị yêu. Rồi em cảm ơn chị Thương Đỗ nè, chị Thương Đỗ. Thương Đỗ ha. Rồi đã follow em nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem. Em sẽ lên lại cái mẫu bà ba cổ tim. À vậy á hả? Dạ rồi em cảm ơn hai chị yêu đã ủng hộ em tiếp nha. Mua đẹp về ủng hộ em tiếp nha chị yêu. Rồi em sẽ dơ lại cho mấy chị xem cái bà ba cổ tim thun lưới tay lỡ nha. Áo màu hả? Áo màu là áo mấy áo ở trên đó hả chị? Dạ mấy cái áo ở trên đều là 90k một cái nha. Hai cái này là bà ba hoa 4D 90k. Cái này là bà ba thiêu là 90. Còn cái 4D này đều là 90 hết nha mấy chị yêu. Rồi em sẽ dơ cho mấy chị xem bà ba cổ tim thun lưới tay lỡ. Cái này em sẽ dơ lại cho mấy chị xem nha. Tại vì có nhiều chị thích thun lưới nên sẽ lên thun lưới và áo lẻ nhiều. Còn đồ bộ thì có gì chị nào hết thì em sẽ dơ lên nên em cũng
ít lên đó. Khi nào ai ấy thì em cũng dơ, em sẽ dơ mẫu cho mấy chị tham khảo thôi. Còn đa số thì mấy chị thích cái thun áo lẻ, mua áo lẻ kết hợp với quần nhiều hơn. Rồi em sẽ lên cái thun lưới tay lỡ cho mấy chị xem ha. Cái này là 70k một cái nha mấy chị. Đây cái này em có size từ 45 tới 70kg luôn. Cái này là em có đủ size nhưng mà bị lẻ bông nha. Dạ bên em mua 4 cái thì sẽ miễn ship nha chị yêu. Mua 3 áo 1 quần miễn ship, hoặc là 2 áo 2 quần, nghĩa là 2 bộ thì miễn ship. Còn lại mua ít hơn thì sẽ đồng giá 25k nha. Rồi chị Hưng Đỗ, chị cho em hỏi là chị muốn xem cái màu nào. Cái 4D trắng này em chỉ có một màu trắng duy nhất thôi nha. Còn ba cái này là chị muốn xem cái mẫu này, em cho chị xem. Và cho em hỏi là chị mặc size mấy để em coi cái size đó còn màu gì nha. Chị muốn xem mẫu nào, cái 4D này em chỉ có một màu, nhất màu trắng thôi, size 2. Chị muốn xem in hoa 4D này hay là cái thiêu này chị yêu, để em biết em dơ chị xem. Chiều nay 6 giờ em sẽ like nữa nha mấy chị yêu. Mấy chị yêu chiều nay rảnh lên xem like với em ha. Chiều nay 4D size 2 đúng không? Dạ rồi ok, đợi em coi size 2 em còn màu nào em dơ chị xem nha. Dạ rồi bà ba in hoa 4D size 2. Size 2 là em còn màu hồng, màu hồng, màu này là màu, rồi em có màu xanh dương, màu đỏ cam, màu tím khế, để em coi màu xanh nước biển thì còn thay mấy được. Rồi bà ba hai bốn d xây hai em còn mấy cái đó thôi nha chị, màu này thôi nha chị yêu, em còn bảng màu này thôi nè. Em còn màu này là màu tím Huế 4D mặc lên sang, mặc lên rất là sang luôn. Màu đỏ cam, rất là nhiều chị hết 4D luôn á. Màu xanh dương và màu hồng. Rồi chị hết màu nào comment giúp em nha chị Hương Đỗ. 90k một cái ha chị yêu. 4D á, mấy cái mẫu ở trên nó đều là bông bự hả. Bông bự nhìn đặc mét sang chị. Cái này mặc lên nó màu nó ngọt lắm, nhìn cũng đâu bự lắm đâu. Mặc lên cái màu này thì sự không phải là khoe, mà là những cái áo trên đây em treo đều là best seller bên em. Rất là nhiều chị chốt mấy cái bông này luôn, mặc lên cực kỳ đẹp, mặc lên sang lắm. Rồi em sẽ lên cho mấy chị xem cái bà ba cổ tim thun lưới lại. Đây bà ba cổ tim thun lưới bông mới bên em. Cái này sẽ là 80k một cái. Rồi em bận cái màu hồng cho chị coi nha. Do hiện tại là em đang bận size 1 nha. Cái áo em đang bận thì là size 3 nên là nhìn nó hơi dài với hơi rộng nha mấy chị. Đây nhìn nó hơi dài thôi. Đây là hai cái bông nè. Thường là bình thường em bận size 1 hả, cái này em đang bận size 3 nhìn nó hơi rộng xíu. Em mặc lên cho mấy chị coi cái form thử thôi. Cái 4D là mặc lên sang. Bên em là có quần lẻ cho mấy chị ha. Quần lẻ bên em sẽ là có quần trắng, quần đen, có quần ống nhỏ ống rộng cho mấy chị luôn. Mấy chị hết quần nào thì em cũng có ha. Quần ống nhỏ là quần 2 túi nha mấy chị yêu, còn quần ống rộng là quần 1 túi. Quần em luôn có sẵn cho mấy chị. Em đang có dấu hiệu là bệnh OCD mấy chị ơi, nên là áo em vừa thay ra là em phải treo lên liền. Bị OCD á mấy chị nào biết bệnh OCD không mấy chị yêu. Rồi em sẽ lên cho mấy chị xem. Rồi đây là áo nha. Rồi chị thích màu nào thì chị comment giúp em nha chị Thương Đỗ. Em sẽ lên cái cổ tim thun lưới lại cho mấy chị xem nha. Rồi cổ tim thun lưới tay lỡ nè. Ủa là dài chắc đi. Rồi em có mã này là mã 56, mã 56 và mã 67. Hai cái mã này là mã bông mới bên em, 70k một cái nha mấy chị yêu. Chị thích cái này thì còn ở 80k một cái chứ. Hiện tại em còn đủ size, mấy chị yêu bằng size nào comment giúp em nha. Và ba cổ tim thun lưới tay dài 70k một cái thôi. Rồi em có cổ tim thun lưới tay lỡ. Rồi em có mã này là mã 59.
Mã 59. Mã này là mã 60. Mã 60. Mã 61. Mã 18. Mã 08. Và mã cuối cùng là mã 80. Bà ba cổ tim thun lưới tay lỡ nha. 70 70k, thấy cái bông này là 70k nha mấy chị yêu. Còn bông mới thì là 80k ha. Rồi mấy chị yêu thích cái nào thì comment giúp em nha. Nay mấy chị yêu ngủ chưa mấy chị? Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem nha. Em sẽ lên cái đồ bộ cho mấy chị xem ha. Rồi em sẽ lên cái đồ bộ cho mấy chị yêu xem đây. Cái đồ bộ nguyên bộ quần cùng hào giá, nguyên bộ trơn nha mấy chị. Rồi nguyên bộ trơn. Rồi em sẽ lên nguyên bộ trơn cho mấy chị xem. Bà ba bộ trơn quần cùng màu với áo. Cái này sẽ là 150.000 một bộ nha mấy chị. Rồi em có màu này là màu tím nè. Tím này là tím Huế. Màu này là màu tím rút. Màu hồng, hồng này là hồng hồng đậm nha mấy chị. Màu đỏ. Màu vàng. Và màu cuối cùng là màu xanh dương. Bà pha bộ trơn 130.000 một bộ. Cái này thì em có size từ 45 tới 70 là tới size 5 cho mấy chị luôn. Cái nguyên bộ trơn thì em có mấy màu này thôi. Còn mấy chị em mà muốn màu nhiều hơn thì em có áo trơn ha. Áo trơn thì em có khoảng tầm 20 màu cho mấy chị lựa luôn á. Rồi em có màu này là màu xanh dương. Màu xanh dương, màu này là màu vàng. Màu này là màu đỏ. Màu hồng. Màu rút và màu tiếng Huế. Dạ rồi chị Thư ơi, hồi em liên hệ với chị, em xin cái thông tin để em ghi đơn á. Nếu mà chị bận á thì chị cho em xin trực tiếp luôn. Chị comment cho em xin cái thông tin đi đơn luôn đi, địa chỉ của chị á. Còn không thì hồi em liên hệ với chị để em xin thông tin đi đơn ha. Tại vì dạ cảm ơn chị ủng hộ em nha. Chị cho em luôn hay là hồi em liên hệ với chị yêu. Sao cũng được, miễn sao tiện cho chị là được. Rồi em sẽ lên lại những cái mẫu sale cho mấy chị xem nha. Em lên mẫu lại với mấy mẫu sale cho mấy chị yêu xem. Dạ em chào chị Phương Diệp 69 nè. Chào chị Nguyễn Thị Hà nè. Mấy chào chị. Mấy chị yêu nào à? Yeah. Dạ rồi ok chị Thư nha. Em có thông tin của chị rồi, hỏi em đi đơn chị luôn. Hai cái áo của chị là 101, tiền ship 25, của chị là tổng 235. Em đi đơn nha chị, chị em có liên hệ chốt đơn ha. Em cảm ơn chị yêu ủng hộ em nha. Đừng nào mặc đẹp ủng hộ em tiếp ha.
Rồi chiều nay 6 giờ em sẽ live tiếp ha mấy chị yêu, chiều nay rảnh như xem live với em nha. Rồi em sẽ lên cái đầu sale lại cho mấy chị nào đang xem live xem một lần nữa nha. Ai muốn săn hàng sale? Dạ em cảm ơn chị Trà Bạch Tuyết đã hả tim cho em nè. Cảm ơn chị yêu nha. Mấy chị muốn xem mẫu nào mấy chị cứ việc comment em dơ cho mấy chị xem, em chào chị Huệ nè. Rồi em có cái này là size 1, bộ bông vàng rất là đẹp. Cái này là bông mới toanh luôn mấy chị yêu. Em chưa lai lẻ lần nào luôn á, bị rớt lại một hai cái sale cho mấy chị bận luôn nè. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment vàng giúp em size 1, em sale 50k. Ủa 60k chứ. Rồi size 1 nha, sale 60k. Trời cái này mặc lên rất là đẹp luôn á mấy chị, mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị yêu nào mặc cái này comment giúp em vàng em sale 60k size 1 nha. Rồi em chào chị Trúc Linh nè. Ai muốn săn hàng sale pha mặc size gì comment nha, em mới dơ cho xem được nha. Em dơ cho mấy chị xem. Rồi tiếp theo em có, nói chung là mỗi size còn có mấy cái nè mấy chị ơi. Mấy chị ủng hộ thương tình sale hốt hết hàng sale giúp em đi mấy chị yêu. Rồi em có cái này là size 2. Dạ đây, dạ em cho chị Nhiên Kim nè. Chị yêu nào mặc size 2 chốt cái này giúp em, bông vàng. Em sale 50k. Bông vàng nha. Bông vàng luôn, sale 50k size 2 nha. Sale cho mấy chị bận luôn á. Rồi ai lấy cái này comment bông vàng giúp em. Sale 50k. Thôi 2 nha mấy chị yêu. Trời ơi có 50k một cái nè mấy chị ơi. Một cái áo rất là rẻ, rất là đẹp luôn á. Mình tranh thủ mình hốt đi mấy chị ơi. Rồi chị yêu nào mặc size 5 vô hốt cái này giúp em. Trời ơi cái hàng thiêu vậy mà có 60k hả mấy chị, rất là rẻ luôn á. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment hột gà giúp em size 5 nha. Em sale 60k luôn. Ai lấy cái này comment hột gà giúp em size 5. Size 5 nha. Sale 60k. Ai lấy cái này comment hột gà. Sale 60. Cái này hàng thiêu luôn á. Thiêu xịn sò luôn á mấy chị yêu. Ai lấy cái này comment hột gà nha mấy chị yêu ơi. Rồi tiếp theo em có cái này. Cái này size mấy đây? Này size 3. Size 3 hàng thiêu xịn sò. Dạ em chào chị Ngân Nguyễn. Chị yêu nào mặc size 3 lấy cái này comment tím đen tím than giúp em. Em sale 60. Ai mặc size 3 lấy cái này comment tím than nha. Em sale 60k một cái luôn. Rồi em có cái thun lưới. Đây đây là cái thun lưới. Ai mặc size 3 chốt cái này bông đỏ giúp em. Cái này tại vì có hơi đỏ thôi. Ai lấy cái này comment bông đi. Size 3 nha, cổ vuông tay phòng thun lưới. Trời ơi cái thun lưới này mặc lên nó đẹp luôn. Ai chị yêu nào mặc size 3 chốt cái này comment bông giúp em. Em sale 50k thun lưới nha mấy chị. Thun lưới luôn á. Em sale 50k cho mấy chị bận luôn. Mấy chị lưu ý giúp em là hàng sale mua mấy cái em cũng không miễn ship nha mấy chị yêu. Tại vì em đã sale rất là rẻ rồi nên là hàng sale em không có miễn ship nữa nha mấy chị. Rồi em có cái này size 4. Chào chị Diễm My. Size 4. Rồi chị yêu nào lấy cái này comment vàng giúp em size 4 50k. Vàng size 4 50k nha. Đây. Rồi vàng size 4 50k. Đây. Có thùng lưới có 4D luôn mấy chị yêu tha hồ. Rồi cái này là size 1 nè. Ai mặc size 1 chốt cái này vàng đen giúp em sale 50k. Size 1 nha mấy chị yêu, vàng đen. Em sale 50k. Vàng đen ha. Em sale 50k luôn. Rồi.
Ai lấy cái này comment vàng đen giúp em, vàng đen giúp em theo 50. Size 1 nha mấy chị. Rồi tiếp theo em có cái này size 1 luôn. Size 1 em có bông cam. Đây, bông cam size 1 50k rất là đẹp luôn, cái này xuất sắc luôn mấy chị. Ủa cái này bạn lên rất đẹp luôn. Ai lấy cái này comment bông cam giúp em size 1. Rồi ai lấy cái này comment xanh dương. Xanh dương, xanh đen chứ không, à, xanh đen đi. Ở đây gì? Xanh đỏ đi mấy chị. Hoặc là bông đỏ cũng được, bông đỏ đi. Ai lấy cái này size 1, ai mặc size 1 lấy cái này comment bông đỏ giúp em. Em sale 50k luôn. Đây, đó là cổ nữ hoàng á mấy chị yêu. Rồi chị yêu nào mặc cái này size 1 chốt cái này bông đỏ giúp em. Rồi chị yêu nào cái này size 1 hay size 2 đây. Rồi cái này nó bị lỗi rồi. Này nó bị lỗi rồi. Bị lỗi rồi không bán được cái này. Rồi tiếp theo em có cái cổ vuông tay phòng. Cổ vuông tay phòng size 1 xanh bơ nha. Đây, dễ thương lắm luôn. Chị yêu nào mặc size 1 lấy cái này xanh mới em sale 50k. Rồi ai lấy cái này comment xanh mới em nha, size 1 nha mấy chị. Rồi em có cái này size 5 nè. Size 5. Rồi chị yêu, trời ơi này đẹp quá mấy chị. Chị yêu nào mặc size 5 chốt cái này hồng giúp em. Chị yêu nào mặc size 5 lấy cái này hồng giúp em. Em sale 50k luôn. Size 5 nha mấy chị. Hồng. Em sale 50k. Ai lấy cái này comment hồng giúp em. Hồng nha. Size 5 em sale 50k cho mấy chị yêu bọn luôn. Rồi có ai muốn xem mẫu nào nữa không mấy chị ơi? Chiều nay 6 giờ em like nữa nha. Mấy chị yêu chiều và vô xem like lựa đồ với em nữa ha. Rồi tiếp theo em có màu này là 4D nè. 4D này thì em còn size 4, size 5 cho mấy chị luôn. Chị yêu nào lấy cái này comment bông màu giúp em. Bông màu ha. Em sale à, bông màu em sale à, 50k. Rồi size 3, size 4 ai lấy cái này comment bông màu giúp em nha. Rồi có ai muốn xem mẫu nào nữa không mấy chị ơi? Không ai xem mẫu nào nữa thì cho em xin phép xuống like nha. Rồi cảm ơn mấy chị yêu đã xem like của em nha. Hẹn mấy chị chiều nay 6 giờ ha. Dạ rồi em chào mấy chị.